Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình tiếp tục là cập nhật cho các bạn về cái những cái thông tin mới liên quan đến cái dự án Ether Network. Cụ thể thì dự án cũng đã cung cấp cho chúng ta cái tổng nguồn cung cũng như là phân bổ cái đồng token, và trước khi cái đồng ATH này nó mainnet thì cái thông tin này thì nó khá là quan trọng đối với tất cả chúng ta khi mà tham gia vào khai thác cái đồng game của cái dự án Ether Network này. Bởi vì khi mà chúng ta khai thác cái đồng game thì chúng ta sẽ được cuối tháng thì chúng ta sẽ được là nhận về là cái đồng ATH cộng với là nhận cái đồng Neon. Đó thì cái đồng ATH này thì sẽ là cái đồng token quản trị chính thức của dự án Ether Network. Cho nên là cái đồng này nó sẽ là cái đồng niêm yết được trên rất là nhiều các cái sàn giao dịch lớn ở trong cái thời gian tới. Thì cái thông tin tới đây thì mình chia sẻ đến cho các bạn thì một phần nào thì chúng ta sẽ biết được cái hướng đi của dự án Ether Network là như thế nào. Thì hiện tại thì dự án Ether Network này vẫn đang cho chúng ta khai thác cái đồng game miễn phí hàng ngày, và ở đây thì một ngày chúng ta sẽ vào chúng ta bấm thu hoạch ngày 2 lần, và cứ 12 tiếng thì chúng ta bấm thu hoạch một lần, là một ngày thành 24 tiếng thì chúng ta sẽ bấm thu hoạch 2 lần đó. Và các bạn nhớ bấm vào thu hoạch để mà chúng ta khai thác liền mạch được cái đồng game này. Và trong cái tháng tư này thì dự án sẽ tiếp tục trả cho chúng ta là một đồng game bằng 150 cái đồng Neon, và đồng Neon này thì sẽ được niêm yết ở trên sàn giao dịch là vào cái tháng 5 năm 2024. Và cái đồng Neon này thì là cái đồng meme coin các bạn nhé, là cái đồng meme coin. Đây, cái đồng Neon mà các bạn được trả trong hàng tháng thì đó chính là cái phần mà ở cái số dư Neon này. Và cái đồng game này thì sẽ là cái đồng mà gọi là cái đồng token con, và chúng ta được quy đổi và chúng ta được khai thác và được quy đổi sang cái đồng ATH cũng như là cái đồng game. Đó thì hiện tại thì dự án vẫn đang cho chúng ta khai thác, và những bạn nào chưa tham gia thì chúng ta vẫn có thể là bấm tham gia khai thác bình thường. Và dự án thì đã cập nhật thêm cho chúng ta về cái tính năng thêm bot này. Chúng ta có thể sử dụng cái chức năng tăng bot này. Chúng ta mua các cái gói cao cấp ở đây để chúng ta tăng cái tốc độ khai thác. Gói thấp nhất ở đây là 200%, tăng 2%, 200% là chúng ta sẽ chi đốt mất 20 đồng ATH, 400% chúng ta sẽ đốt mất 40 đồng ATH, 1000% chúng ta sẽ tiêu đi 100 đồng ATH. Thì những bạn nào mà có cái đồng ATH thì chúng ta, nếu như chúng ta có nhu cầu thì chúng ta có thể sử dụng cái đồng ATH của chúng ta để chúng ta nâng cấp cái con bot này lên để chúng ta tăng được cái sức mạnh khai thác, cái tốc độ khai thác của cái đồng game đó, thì các bạn back lại cho mình. Và ngoài ra thì nó còn có cái booster từ gói thành viên. Gói thành viên thì dự án đã tăng lên một cái gói nữa, nó là cái gói kim cương, và đây là cái gói cuối cùng của dự án. Thì cái thông tin này là dự án cũng đã công bố ở trên trang Twitter rồi. Gói kim cương này sẽ là cái gói cuối cùng, và đầu tiên thì là có gói 3 đô, sau đó là cái gói đồng gói bạc là 30 đô, và gói vàng là 99 đô, và gói kim cương là 299 đô với cái giá khá là chát. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta lên được cái gói kim cương thì chúng ta sẽ được những cái hưởng lợi, những cái gì ở đây, gói cao cấp nhất cuối cùng ở trong hệ sinh thái Ether Network, chúng ta sẽ được tăng tốc độ khai thác lên 30.000% ở trên app Ether Network. F1 các bạn sẽ được thưởng là 3.000% hệ số butter, tức là khi F1 của các bạn lên cái gói kim cương này, bạn sẽ được là 3.000% tốc độ khai thác. Và F2 các bạn sẽ được thưởng 1.500 hệ số butter khai thác. Đó, các bạn sẽ khi các bạn lên cái cấp kim cương thì các bạn mới được hưởng cái hoa hồng butter từ cái F1 và F2 của các bạn lên nhé. Nhiều bạn hỏi và tại sao cái tuyến dưới của em lên cái gói cao cấp, gói kim cương, mà tại sao em lại không được hưởng hoa hồng? Tại vì các bạn chưa lên cái gói kim cương thì bạn sẽ không được hưởng cái phần thưởng từ F1, F2 của bạn. Khi mà lên gói kim cương, bắt buộc các bạn phải lên trước người ta thì các bạn mới được hưởng cái hoa hồng. Tức là bạn đang ở cái gói nào thì các bạn sẽ xỉ được hưởng cái hoa hồng của cái F dưới của bạn lên ở cái gói đó, và F dưới của bạn lên gói cao hơn thì bạn sẽ không được hưởng cái phần thưởng hoa hồng đó. Các bạn lưu ý nhé. Có quyền được hưởng lợi ích chia sẻ lợi nhuận ATH hàng tháng.
cái lợi nhuận ATH hàng tháng này là chính là cái đồng ATH mà tất cả các thành viên trong dự án là họ sử dụng cái đồng ATH để đốt và nâng butter. Thì cái tổng butter đó, tổng ATH nâng butter đó thì sẽ được chia lợi nhuận cho chúng ta là 30%. Đó thì khi các bạn lên các cái gói thì bạn sẽ được hưởng cao. Tiếp theo là không cần KYC và tận hưởng giao dịch chuyển đổi coin giữa các tài khoản mà không cần rắc rối. Thứ hai, thứ tiếp theo đó là đối với mỗi một người dùng mà bạn giới thiệu khi mua gói cao cấp, bạn sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu hấp dẫn và tự do nạp tài sản vào những các cái sản phẩm thuộc hệ sinh thái Ethereum Network như game, PIP và các cái hệ sinh thái của dự án và nhiều các cái đặc quyền khác khi mà các bạn nâng cấp lên cái gói cao cấp này. Và ở cái gói cao cấp này thì mà đã có 2.258 người lên cái gói cao cấp này. Tổng hoa hồng F1 là 134.640 đô và tổng hoa hồng F2 là 51.548 đô và tổng hoa hồng đã rút là 774.959 đô la. Chứng tỏ một cái lượng người tham gia vào cái nâng cái booster của cái gói kim cương này cũng tương đối là nhiều. Đó, đấy là về mình giới thiệu về cho các bạn về cái phần mà về cái phần để nâng cấp tăng cái tốc độ khai thác của cái đồng game. Quay trở lại văn chính thì chỉ còn là 13 ngày nữa thì tiếp tục là đến một cái phiên phân phối cái đồng ATH. Như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị sẽ được nhận cái đồng ATH cũng như là cái đồng Neon ở trong cái tháng tới này, và một cái giao diện mới thì có đầy tớ tất cả các cái chức năng ở đây. Và như vậy là chúng ta đã tham gia là 120 ngày, bấm thu hoạch ở đây mình là 120 ngày, mình điểm danh là không bị sót một ngày nào. Rồi quay trở lại với cái thông tin chính ở trên trang Twitter thì cách đây 4 giờ thì dự án cũng có một cái thông tin đó là về cung cấp cái nguồn tổng cung và hé lộ về cái phần mainnet. Thông tin cụ thể là cập nhật dự án quan trọng từ ATH. Chúng tôi vui mừng thông báo về một bước phát triển đáng kể ở trong dự án ATH. Chúng tôi đã quyết định giảm nguồn cung cấp token gần 80% từ 10 tỷ ATH xuống chỉ còn 2,1 tỷ ATH. Như vậy dự án đã giảm xuống 80% với tổng nguồn cung dự kiến trước kia nhé. Ngày xưa trước kia là dự án là đang dự kiến là 10 tỷ token ATH và họ đã giảm cái nguồn tổng cung đi và chỉ còn bây giờ chỉ còn có 2,1 tỷ ATH thôi. Như vậy là cái lượng ATH đã giảm đi 80%, rất là nhiều và còn một cái lượng khá là nhỏ. Và đây là một cái phần thưởng chiến lược dài hạn nhằm nâng cao giá trị và sự khan hiếm của token ATH và từ đó tạo lên nền tảng vững chắc cho tương lai của dự án cộng đồng của chúng tôi. Và những điểm chính của bản cập nhật này: độ khan hiếm gia tăng và tổng nguồn cung giảm đáng kể sẽ làm gia tăng sự khan hiếm của token ATH, mở ra cơ hội tăng giá trị của nhà đầu tư hiện tại và nhà đầu tư mới. Phân phối khai thác là 562,5 triệu ATH chiếm 26,8% tổng nguồn cung và ai giúp cho người dùng thử nghiệm mainnet là 250 triệu ATH chiếm 11,9%. Đầu tư sớm và quỹ đầu tư 850 triệu ATH chiếm 40,5%, tiếp thị là 280 triệu ATH chiếm 13,3% tổng nguồn cung. Và cuối cùng là người sáng lập ra nhóm 157,5 triệu ATH chiếm 7,5% của tổng nguồn cung là 2,1 tỷ token nhé. Đó, và cái lượng cái nguồn tổng cung bây giờ thì cực kỳ khan hiếm. Và những bạn nào mà vẫn còn đến giờ phút này các bạn vẫn còn nắm giữ cái đồng ATH, như vậy là các bạn sẽ có khả năng là thắng lợi rất lớn từ cái dự án này, bởi vì cái nguồn tổng nguồn cung nó càng khan hiếm thì cái giá trị của cái đồng ATH càng cao. Và qua các cái đợt bán trước, qua cái đợt bán các cái gói cao cấp của dự án là từ gói đồng, gói bạc, gói vàng và gói kim cương thì dự án cũng đã thu về rất là nhiều, một cái lượng là đô la cực kỳ khủng, và từ đó thì có thể sẽ được chi từ cái nguồn thu đó vào trong cái giá trị của cái đồng ATH. Đó, như vậy thì cái đồng ATH trong tương lai chắc chắn là giá của nó sẽ rất là cao. Và chiến lược đầu tư được tối đa hóa sự điều chỉnh này thì không chỉ nâng cao giá trị và kỳ vọng của token ATH mà còn phản ánh cam kết của chúng tôi về tính minh bạch và phát triển bền vững của dự án. Chúng tôi tin rằng đây là bước đi đúng đắn và đảm bảo ATH đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại và dẫn đầu về xu hướng phát triển của ngành tiền điện tử. Cảm ơn và sự đồng cộng đồng và sự hỗ trợ hợp tác liên tục của bạn và theo dõi những cập nhật mới nhất từ khi tham gia vào dự án.
Đó, và ở đây thì có rất là nhiều các câu hỏi thì các bạn ấy cũng đã trả lời này, chắc chắn là tổng nguồn cung ETH đã được giảm 80% nhé. Đó. Đây, nguồn cung trước là 10 tỷ, bây giờ thì giảm giảm xuống này. Đó, rất là nhiều các câu hỏi thì các bạn có những câu hỏi gì thì chúng ta có thể đặt hỏi ở đây để các bạn nó trả lời các câu hỏi của các bạn ở trong này. Rồi, ok thì trong cái video này thì mình chủ yếu là chia sẻ cho các bạn một cái thông tin mới quan trọng như vậy để cho tất cả các bạn mà tham gia vào dự án Ethereum Network nắm được cũng như là biết được trước cái về cái tổng nguồn cung cũng như là độ khan hiếm của cái đồng ATH trong tương lai như thế nào. Ok, video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.